What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Thì như các bạn đã thấy ở trên bảng mình đang hiện có rất là nhiều các em chuột và đồng thời kèm theo đó là một đống dây nhợ lằng nhằng ở đây. Thì đây là chuột có dây mà. Ok, thì hôm nay mình sẽ cùng giới thiệu cho anh em các con chuột và cái điểm đặc biệt của những con chuột này là đều có tầm giá từ 200 ngàn trở xuống mà thôi. Quá là ngon luôn. Thì bây giờ ạc sẽ dùng giới thiệu cho các em về những con chuột này. À, vì do là khá là nhiều chuột cho nên là mình sẽ giới thiệu sơ qua thôi và giới thiệu nhanh các ưu điểm nổi bật của em này. Ok, let's go. Ok, đầu tiên thì mình sẽ đi đến với em The God M39. Thì em này có một cái kiểu thiết kế là theo kiểu đối xứng và nó khá là giống với lại một em nổi tiếng, đó là em G102, con chuột giá rẻ đến từ Logitech. Thì các bạn thấy đấy, nó thiết kế cái kiểu mà hột xoàn như thế này, rất là nhỏ gọn. Và nếu như các bạn thuận tay trái hay là tay phải thì đều có thể sử dụng được em chuột này. Và tất nhiên nó sẽ thiên về theo hướng cầm, đó là claw, tức là chỉ có các ngón tay đặt ở trên chuột mà thôi. Còn phần mu bàn tay ở đây thì sẽ không chạm vào chuột. À, những cái kiểu chuột như thế này thì dành cho những em, thì dành những cho những cái game thủ mà chuyên về game FPS. Rồi con này sẽ có cái độ bền click lên tới 10 triệu lượt nhấn và cái click của nó nghe kêu rất là to và đanh, đồng thời nó cũng có cảm giác khá là nảy. Con lăn của chuột thì làm kiểu dạng cao su nhưng mà lăn nó sẽ hơi cứng một chút nhưng mình thấy nó rất là ok. Ở giữa thì chúng ta sẽ có một cái nút là điều khiển DPI, nó có tới 4 nấc DPI và tối đa sẽ là 3200 DPI nha các bạn. Ở đây chúng ta sẽ có đèn LED một dải nằm ở sau đít như thế này. Nó sẽ không có đèn LED ở logo. Và cái đèn LED này nó sẽ thay đổi tự động và nó sẽ thay đổi đều tất cả các màu luôn. Ở đằng sau thì chúng ta sẽ có 3 miếng fit ở đây khá là to và sẽ được phân phối chính hãng bởi Ninja, có tem Ninja ở đây và được bảo hành lên tới 2 năm. À, phải nói là một trong những con chuột giá rẻ nhưng mà có cái hiệu năng rất là cao. Con này thì đang có tầm giá hiện tại là 190 ngàn nha các bạn. Các bạn có thể nhấp vào link ở phía bên dưới phần mô tả để các bạn có thể mua con chuột này. Mình sẽ sang con chuột tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một con chuột nhìn khá là hầm hố. Đây là con chuột Imba Top DM200. Con chuột này thì đang được bán tại Boss Gear. Như các bạn đã thấy, cái kiểu dáng của nó cũng bắt chước theo một cái con chuột khá là nổi tiếng của bên ROG. Và con này thì nó theo kiểu công thái học, dành cho những người thuận tay phải. Cái kiểu dáng của nó sẽ hơi dài và cái người của nó sẽ hơi khá là cao. Đây, cái đít của nó sẽ nhô cao lên như thế này, dành cho những cái bạn nào mà tay to và dài và thích theo cái kiểu cầm đó là kiểu palm, tức là sẽ để hoàn toàn cái tay này lên con chuột luôn. Nó sẽ tạo một cái điểm dựa và cảm giác khá là thoải mái. À, hai con này sẽ có thêm được nữa là nó sẽ có thêm hai cái nút bấm hai bên như thế này, có thể mình có thể thay đổi hai cái nút bấm này và cái đặt phần đặt ngón tay cái này khá là rộng rãi đó, cho nên các bạn sẽ không lo là cái việc mình bấm nhầm vào hai nút hai bên. Ở giữa thì chúng ta sẽ vẫn có một cái nút điều khiển DPI và nó sẽ có 4 nấc DPI, DPI cao nhất lên tới 4000, khá là ngon, ngon hơn hẳn cái con đơ gót. Và cái độ bền của em này thì sẽ là 20 triệu lượt nhấn dành cho hai nút trái phải. Cái độ nảy của em này thì khá là tuyệt vời, mình bấm lên kêu vừa to mà cái độ nảy cũng rất là chắc. Con lăn này thì nó sẽ là bằng nhựa và giả kim loại, nhìn sang trọng và cũng là điểm nhấn của em này. Đó, lăn của nó cũng hơi nặng một chút. LED của em này thì không phải là một điểm mạnh, tại vì LED của nó chỉ là một cái màu đỏ mà thôi, chứ không có nhiều. Có mỗi logo sáng ở đây và một cái viên đó, chạy xung quanh chuột. Ở đằng sau thì chúng ta sẽ thấy có 4 vít chuột và cái mắt đọc ở giữa, đây là mắt đọc quang. Tuy nhiên thì dây của em này cũng chỉ là dây nhựa mà thôi chứ không phải là dây bọc dù. À, nói chung với cái tầm giá khoảng 200 ngàn thì em này khá là ngon về mắt đọc cũng như là về độ bền. Độ bền của nó lên tới 20 triệu lượt nhấn. Ok, bây giờ mình sẽ sang con chuột tiếp theo. Rồi, con chuột tiếp theo của chúng ta là một con chuột đến từ nhà Fmau. À, hãng Fmau là một cái hãng cũng làm chuột khá là nổi tiếng, tuy nhiên thì nó chưa vào Việt Nam, đây là hàng mình xách tay về thôi. Thì con này có thiết kế cũng khá là giống với lại con G102, tuy nhiên thì nó có một số cái điểm đặc biệt hơn, ví dụ là nó sẽ có thêm hai nút phía bên này, nó khác với lại con đơ gót là sẽ không có. Và đồng thời thì nó sẽ có thêm một cái nữa, đó là bộ dây bọc dù này và có cục chống nhiễu. LED của nó cũng sẽ là LED 7 màu luôn, nhìn khá là đẹp, có sáng cả logo Fmau ở giữa. Đó. Và cái độ bền của em này thì lên tới là 20 triệu lượt nhấn, ngon hơn em đơ gót. Tuy nhiên thì con lăn của nó thì là con lăn này nó sẽ hơi nặng một chút so với em đơ gót. Đấy. Ở phía mặt sau thì chúng ta sẽ thấy có thiết kế khá là giống với em kia rồi, không có gì đặc biệt. Ngoài cái mắt đọc ở giữa ra thì nó cũng sẽ giống với con kia. Và con này nó cũng sẽ là thiết kế hột xoàn thôi,
giống như con The God dành cho những bạn nào mà thích theo kiểu cầm cloud. Nói chung về cái tầm giá khoảng 190 ngàn thì con này phải nói là cực kỳ ngon. Nếu mà các bạn không xét về thương hiệu thì con này sẽ ngon hơn rất là nhiều so với những cái con khác. Mình vẫn rất là kết em này, khá là ngon trong tầm giá. Ok, bây giờ mình sẽ sang con chuột tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với em chuột đó là PSPY V5. Thì con này có một cái giá thành cực kỳ hấp dẫn, nó là khoảng tầm 150 ngàn. Tuy nhiên thì đổi lại chúng ta sẽ có những gì? Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái hệ thống đèn LED khá là đẹp với các cái vân rất là hầm hố như thế này. Nó đều có vắt LED ra, đó, cả đít. Đó, cái thiết kế của nó nhìn giống như là một cái tàu vũ trụ vậy, nó có cả hai cái bắn ở hai bên như thế này. Tuy nhiên này, cái hai cái bắn này chỉ làm cảnh cho đẹp thôi, chứ nó không có tác dụng gì nhiều. Ở đây chúng ta sẽ thấy có cái vân đồ thiết kế giả kim loại nhìn khá là hầm hố. Đèn LED thì cũng xuyên qua với đèn LED kiểu dạng 4 màu thay đổi liên tục. Nó sẽ có một cái nút điều chỉnh DPI ở ngay giữa đây. Đó, mỗi nấc DPI thì nó sẽ có thay đổi màu tương ứng với độ cao DPI lên tới 3200 DPI nha các bạn. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một con lăn khá là lớn, lăn rất là êm. Tuy nhiên thì đổi lại thì cái độ bền của click của em này thì chỉ khoảng tầm 10 triệu mà thôi. Và nó vẫn sẽ có hai nút tiến lùi ở phía bên hông như thế này. Con này nếu như bạn nào thích phong cách thiết kế kiểu hầm hố, kiểu robot thì các bạn có thể dùng con này. Tuy nhiên thì con này sẽ cần một thời gian, nó sẽ khá là mỏi vì nó sẽ có rất là nhiều cái gồ ghề ở hai bên như thế này. Và nó là thuộc kiểu cầm, là kiểu cầm đối xứng đó. Đít thì chúng ta còn có nhìn thấy được một cả một cái tấm kim loại to như thế này để tăng độ nặng. Thì nếu như mà các bạn không thích cái tấm kim loại này thì các bạn cũng có thể mở bốn con ốc này ra và gỡ cái tấm kim loại này ra khá là dễ. Đó, nó sẽ có bốn cái tấm fit ở đây nhỏ nhắn mà thôi. Con này thì theo mình thì nó được một số cái ưu điểm, ví dụ như là ngoại hình đẹp này. Ngoài ra thì cũng có dây bọc dù, đầu chống nhiễu đấy, khá là ngon, đèn LED cũng đẹp nữa. Nếu như các bạn muốn trang trí thêm góc gaming của mình, đồng thời là cũng không muốn đầu tư gì nhiều về con chuột thì các bạn có thể lựa em này, chỉ khoảng tầm 150 ngàn mà thôi. Ok, mình sẽ sang con chuột tiếp theo. Rồi, đây là em chuột tiếp theo, em Judy N30. Các bạn có thể thấy là cái một cái thiết kế khá là gọn gàng ở đây, một cái thiết kế kiểu dạng đối xứng nhưng mà nhỏ gọn, gần gần giống như con The God nhưng mà nó có thiết kế kiểu thon thả hơn một chút, không như kiểu giọt nước như của thằng The God hay là thằng F-Mau. Đó. Và cái thiết kế này mình nhìn nó cũng khá là hợp mắt và mình cũng rất thích có con này, tại vì con này nó có tới 7 nấc DPI và cái mắt đọc của nó sẽ là 4000 DPI maximum. Ngoài ra thì con lăn của nó lăn khá là êm. Đó, và nó có tiếng kiểu rột 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 rột, mình nghe rất là thích tai. Ở giữa thì chúng ta sẽ có hai nút tăng giảm DPI và mỗi nấc DPI của nó sẽ có một cái màu LED nhất định và cái màu LED này nó sẽ không thay đổi. Bên hông thì con này nó sẽ còn trang bị thêm hai nút đó là tiến lùi nữa. Đó, giống như những con chuột kia. Ngoài ra thì cái nút độ bền của nút bấm của con này thì lên tới 20 triệu lượt nhấn, khá là ngon, gần giống với con Imbatoc nhưng đổi lại thì nó sẽ có cái đèn LED đẹp hơn. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ thấy có hai cái fit khá là lớn ở phía trên và phía dưới mà thôi. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cái mắt đọc nằm ở giữa, cái mã là Judy N30. Con này khá là ngon. Mình cũng khá là kết cái con này tại vì cái độ bền của nó cao và cũng như là mắt đọc ổn so với cái tầm giá. Con này thì cũng tầm giá 200 ngàn mà thôi. Tuy nhiên thì cái dây của nó sẽ là không phải là dây bọc dù và chỉ là dây nhựa kèm cái lại đầu chống nhiễu mà thôi. Nói chung ổn. Mình sẽ sang thêm một em nữa khá là ngon. Ngon ở chỗ nào? Ngon ở cái chính là cái điểm thiết kế của em này. Các bạn có thể nhìn thấy đây, nó thiết kế theo kiểu đối xứng nhưng mà kiểu dạng một cái hầm hố, kiểu dạng robot hóa ví giống như cái con PSPY. Và con này nó có thiết kế kiểu dạng thon dài một chút và có hơi hướng gì đó giống theo cái kiểu con tàu, những con tàu phi thuyền không gian đấy. Ở mặt sau thì chúng ta vẫn thấy đó là một cái tấm kim loại mà mình cũng có thể gỡ ra. Ở hai bên thì chúng ta thấy có thiết kế kiểu dạng nhựa nhưng mà là giả kim loại mà thôi. Nhựa này nhìn rất là hầm hố. Ở phía đít thì chúng ta sẽ có đèn LED đổi màu liên tục và đổi bốn màu theo đó, mình có thể thay đổi cái màu theo cái nấc DPI của mình. Ở đây chúng ta sẽ có hai nút, đó là nút tăng và giảm DPI. Con lăn cũng làm bằng nhựa thôi nhưng mà nó giả kim loại nhìn khá là sang chảnh. Con này được một cái đó là thiết kế khá là hầm hố, đèn LED đẹp cũng như là có cái độ bền khá là cao. Con này độ bền khoảng tầm 10 triệu lượt nhấn. Nó còn có được thiết kế thêm cả hai cái nút hai bên nữa. Đó. Nói chung là một điểm lợi thế so với những con chuột giá rẻ rồi. Và dây của nó cũng bọc dù luôn. Đó, rất là ổn và còn có cả đầu chống nhiễu nữa. Nếu như các bạn cũng cần một con chuột mà để trang trí góc gaming
nhưng mà không cần thiết phải là có độ nhạy cao lắm, cũng như là không cần thiết phải độ bền quá cao, thì các bạn có thể dùng con này khá là ổn trong tầm giá, khoảng tầm 200 ngàn mà thôi. Ok, bây giờ mình sẽ sang con tiếp theo nhé. Rồi, và đây cũng chính là con chuột cuối cùng mà mình giới thiệu cho các bạn. Con này vì sao mình để cuối, tại vì nó cực kỳ ngon, cực kỳ bá đạo. Con này là con chuột Jitly 1300. Trước đây thì nó là con chuột này có giá lên khoảng tầm hơn 300 ngàn lận, nhưng mà bây giờ nó đang hạ giá xuống chỉ còn có khoảng 200 ngàn mà thôi. Quá ngon đúng không các bạn? Rồi mình sẽ kể về các cái điểm mạnh của em này nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ có hệ thống đèn LED cực sáng và đèn LED là đèn LED RGB nha các bạn, có thể điều chỉnh được bằng phần mềm đấy, quá ngon đúng không? Đó, thiết kế của em này thì là thiết kế kiểu công thái học và nó sẽ có cái thân hình hơi là dài và đẩy đà một chút. Các bạn để tay lên thì có thể để tay và cả mu bàn tay hoàn toàn lên con chuột luôn. Đó, khá là êm ái. Ngoài ra thì cái thiết kế của em này là thiết kế theo kiểu thon dài, cho nên các bạn có thể để ngón tay cái như thế này và không hề phải chạm vào các cái nút, đó, không sợ bị bấm nhầm. Và có một cái nữa đó là con này có điều chỉnh DPI lên tới 4000 và có thể sử dụng phần mềm để macro luôn. Đấy. Quá là ngon. Con lăn của em này thì lăn cực kỳ êm, tuy nhiên thì con lăn nó hơi thụt xuống một chút, cho nên các bạn sẽ thấy nó hơi hơi khác khác so với những con chuột bình thường. Về cái thiết kế của em này thì nó thiết kế theo kiểu dạng rất là hầm hố với các cái đường ống xung quanh. Mình đã có từng review em này rồi. Nếu như mà các bạn muốn xem review em này thì các bạn có thể xem mình để link ở phía dưới phần mô tả nhé. Rồi con này còn có khả năng đó là bật tắt led ở đây nữa, có nút bật tắt led đây. Đó, và có ba cái feed rất là lớn ở phía sau. Cái mức DPI con này max lên tới 4000, nó ngon đấy. Và cái độ bền của nó sẽ là 20 triệu lượt nhấn. Nói chung với trong tầm giá 200 ngàn thì chắc em này là vô đối. Tuy nhiên thì nó chỉ dành cho những bạn nào mà có tay to, thích sử dụng những con chuột to hầm hố, và đồng thời là phải thuận tay phải và thích kiểu cầm bam nha các bạn. Đấy. À, cái điểm trừ có lẽ là cái nút này và hai cái nút hai bên nó làm hơi nhỏ, cho nên sẽ không hợp lắm so với con chuột. Đồng thời là cái dây của nó sẽ là dây nhựa thôi, chứ không phải là dây bọc dù. Ở ngoài những điểm trừ đó thì về hiệu năng cũng như là về cái đèn LED, và con này cũng là con duy nhất có hệ thống macro nữa. Ok, vậy là mình đã đi giới thiệu sơ qua tất cả các em chuột dưới giá dưới 200 ngàn dành cho các bạn. À, các bạn thấy ưng em chuột nào nhất thì hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé. À, nếu các bạn muốn mua thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả, hoặc là các bạn có thể inbox trực tiếp trên fanpage để bên mình đưa link cho nó nhanh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu như mà các bạn muốn xem thêm những video về chuột hay là bàn phím gaming thì các bạn có thể nhấp vào cái video bên tay trái đây và video bên tay phải đây. Ngoài ra thì các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn. Bye bye.